vừa cho tôi trái đắng, người vừa cho tôi nước mắt trong đêm, người vừa xa tôi để nỗi đau ở lại. Mình gần bên nhau nhưng cách con tim, mình còn bên nhau nhưng đã xa rồi. Na 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 na, đã xa rồi. Trở về thôi thiên đường của tôi, để cho trái tim ngủ quên bao ngày. Yêu em hơn khi vừa tỉnh giấc vội vàng, và giờ đây khi gọi tên em, anh sẽ kêu là kỷ niệm buồn. Điểm hạnh phúc chỉ là gì quá khi chúng ta chia lìa nhau. Người yêu ơi xin một lần nữa, bằng trái tim đau thắt từng ngày, vết thương này giờ sẽ qua mau, nhưng bao ngày mới hết. Người yêu ơi xin đừng quay bước, dù trong giấc mơ em đã trở về. Và anh biết thiên đường xa xôi, nhưng cố quên chỉ càng thêm đau. Trở về thôi thiên đường của tôi, để cho trái tim ngủ quên bao ngày. Yêu em hơn khi vừa tỉnh giấc vội vàng, và giờ đây khi vẫn đến em, anh sẽ kêu là kỷ niệm buồn. Niềm hạnh phúc chỉ là gì quá khi chúng ta. Bác ơi, xong hết rồi, con dẫn cơm bác ăn nha. Ừ, khoan đã con, để chờ thằng Kiếm nó tới rồi mình ăn luôn. Bác nha, con thấy bác thiên vị lắm á. Con đi chợ nấu nướng từ sáng tới giờ, không thấy bác khen tiếng nào, lúc nào cũng anh Kiếm hết. Con á, tập tánh giống y như con Linh của bác rồi á, cứ ganh tị với thằng Kiếm hoài. Thì con thấy rõ ràng chứ có sai gì đâu. Thôi, không cãi lại cái miệng của mấy cô nữa đâu. Mà con Linh á, làm cái gì mà nó ở chết luôn ở trên đó, không thèm đếm xỉa gì tới cái ông già này hết. Điện thoại không chịu gọi về nữa. Linh có nói với con, giải quyết công việc xong nó về liền, bác đừng có lo. Không giấu gì con, bác thích có một thằng rể cũng như thằng Kiếm vậy. Nếu mà con Linh nhà bác mà nó chịu một cái, bác gả liền, mà không đòi hỏi một cái gì hết. Con biết rồi, bác muốn có đối thủ đánh cờ chứ gì. Đâu có, thằng Kiếm làm sao mà là đối thủ của bác được. À, đối thủ của bác tới rồi đó. Mới nhắc con là con tới liền hả? Con chào bác. À. Dạ, con đâu muốn làm đối thủ của bác đâu. Đó, con Huệ nghe chưa? Bác nói là không có sai. Thôi, hai đứa ngồi chờ bác chút, bác vô bác pha một bình trà mới, rồi mình ăn cơm xong cái mình uống là vừa, nghe. Dạ. Dạ. Tội nghiệp bác ấy quá. Linh mà có chuyện gì, con biết nói sao với bác ấy nữa. Em cứ yên tâm, anh tin là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Có tín hiệu gì khả quan không anh? Tụi anh cũng đang chờ, hy vọng là sẽ sớm kết thúc chuyện này. Thôi, hai đứa vô ăn cơm đi. Ăn cơm xong rồi bác cháu mình còn tranh thủ đánh cờ nữa chứ. Dạ, dạ. Thank you.
Tất cả nghe đây, 3 ngày nữa chúng ta sẽ hành động. Mọi người phải hết sức cẩn thận, không để xảy ra sơ sót. Nếu không thì bỏ mạng. Địa điểm ở đâu vậy chị? Chưa biết. Nó chỉ nói là sẽ giao lại vali, nhưng mà không cho biết địa điểm. Nó sử dụng lại bài của mình. Nó cũng ma mảnh. Nó có ra điều kiện gì không chị? Hiện giờ thì chưa. Con nhỏ này gặp, em sẽ cho nó chết. Chừa cái thứ không lắm. Không được manh động. Cái vali mới là quan trọng nhất. Còn cái mạng của nó thì quá dễ rồi. Nếu vụ này không xong thì tôi và cậu cũng tiêu luôn. Tôi nghe. Mọi chuyện sao rồi? Dạ, con Khánh hẹn 3 ngày nữa nó sẽ báo cho chúng ta biết địa điểm giao cái vali. Có chết cũng phải đem bằng được cái vali tiền về, còn không thì đừng gặp mặt tôi nữa. Dạ, tôi hiểu. Nên đề phòng khả năng con Khánh nó phản kèo. Có thể là hiện giờ bên công an cũng đang theo dõi mọi động tĩnh của ta, cần phải linh hoạt thật nhiều phương án. Dạ, tôi hiểu. Sau khi lấy được vali tiền, hẹn gặp nhau ở sân bay nha. Còn tôi thì sao? Chờ lệnh. Sau khi tôi về, sẽ tính. Ra lệnh, nếu không lấy được vali thì đừng gặp mặt ảnh nữa. Chuyện của dì Lan, hãy cho anh thời gian. Em không hiểu nổi anh, tại sao anh lại quá nặng nề như vậy? Họ lớn rồi, vì họ tự chịu trách nhiệm về những gì mà mình gây ra. Nhưng chuyện đó có liên quan tới gia đình anh, cụ thể là em gái anh. Làm sao mà nhìn mặt nhau được? Nếu yêu em thì anh hãy quên tất cả những gì đã xảy ra. Dù sao thì dì Lan cũng là dì ruột của em. Chuyện anh không muốn gặp dì Lan, thật sự em thấy rất là khó xử. Anh hiểu điều đó, nhưng em hiểu cho anh, Huệ là đứa em gái mà anh yêu quý nhất. Nhìn nó đau khổ về chuyện gia đình, anh chịu không nổi. Cứ nghĩ tới việc rồi con của Huệ sẽ rơi vào hoàn cảnh cha mẹ mỗi người một nơi, anh lo lắm. Không nên làm như vậy. Nhưng em tin dì Lan không phải cố tình phá hoại hạnh phúc của người khác. Đó có
thể là tai nạn, không ai muốn. Thôi, em vô nghỉ sớm đi. Anh biết sẽ làm gì đúng. Chào anh. Chào anh, làm phiền anh quá. Không sao, tôi cũng đang rảnh. À, công việc thế nào rồi anh? Tất cả mọi việc đều trôi chảy. Chúng ta được nhận rất nhiều sự ủng hộ. Bản vẽ cũng đã hoàn tất. Anh cứ xem lại rồi góp ý. Nếu không có gì thay đổi thì cuối tháng này chúng ta có thể khởi công. À, đây. Như vậy là tốt rồi. Hy vọng 2-3 năm nữa chúng ta sẽ chính thức bước vào công trình này. Dạ, xin phép anh, tôi về. Cảm ơn anh. Alo, anh đây. Em xin lỗi, em có việc gấp quá phải về nên không chào anh được. Anh có nói gì đâu mà xin lỗi. Tự nhiên anh lại nghĩ tới em. Công việc của anh vẫn tốt chứ? Mọi việc rất tốt. Còn em thì sao? Cũng bình thường, không có gì mới. Thôi em có việc rồi, nói chuyện với anh sau nha. Ok. Sếp cần gặp chị gấp. Ừ, chị qua liền. Mà chị còn ý định nghỉ việc nữa không? Bây giờ thì không muốn nghỉ nữa. Đúng là con gái thay đổi như trông trống vậy. Vậy thì bữa nào phải ăn mừng nha chị. Cũng vì chuyện đó mà anh ngại gặp gì. Tại sao nó biết được chuyện này? Có lần vô tình con nói chuyện với anh Tân, ảnh nghe được. Rồi những chuyện xảy ra liên tiếp sau này ảnh mới biết. Nhưng mà nếu có gì xảy ra, đó là lỗi của dì. Dì không đổ lỗi cho ai hết. Dù sao dì cũng hiểu, Huệ là em gái của anh ấy. Chuyện xảy ra như vậy anh khó xử lắm. Vậy nó muốn cái gì ở dì? Nó muốn dì biến mất khỏi trái đất này phải không? Dì đừng nói vậy. Anh Khoa lúc nào cũng tôn trọng dì. Dì biết, đáng lẽ là chuyện này không nên xảy ra. Nhưng là con người, chị phải được quyền yêu. Con hiểu chưa? Nhưng đó không phải là anh Tân. Bởi người ta đã có gia đình. Không lẽ dì muốn trở thành kẻ đi cướp tình yêu của người khác sao dì? Con xin lỗi, con chỉ muốn tốt cho dì thôi. Dì hiểu. Đúng ra dì không nên để chuyện này xảy ra. Nhưng dì không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình.
Hôm nay em đến là để chào hai anh. Bắt đầu ngày mai em sẽ nghỉ làm. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Thôi, tao không ép. Mày cứ làm việc gì mà cho là đúng. Còn khi nào mày cảm thấy hứng thú thì quay trở lại đây, bất cứ lúc nào. Tao không ngờ mày lạnh lùng như vậy á. Biết nói gì bây giờ. Sẽ rất khó khăn khi thằng Tân nghỉ việc. Nhưng tao tin rồi sẽ ổn. Mày với nụ sao rồi? Làm gì thì làm cũng phải có một buổi tiệc ra mắt chứ. Tất nhiên rồi. Nhưng mà còn phải chờ bé Ngọc Châu tròn một tuổi rồi làm luôn. Đúng là nhà kinh doanh có khác. Vậy mới giàu chứ. Mẹ vô đi, cửa không khóa. Ủa, anh hả? Hôm nay không đi chơi với Thảo sao? Thảo qua nhà dì Lan ăn cơm rồi. Sao anh không đi? Dù sao cũng là dì vợ tương lai mà. Anh thấy trong người không khỏe. Sáng nay thằng Tân chính thức nghỉ làm ở công ty. Chuyện này em nghe anh nói rồi. Mà hình như anh và anh Tân có chuyện gì phải không? Anh thật sự không có muốn như vậy. Nhưng trong hoàn cảnh này không có sự lựa chọn nào khác. Em là em gái của anh. Anh không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến em. Có những chuyện em không nói được với anh. Nhưng em và anh ấy như vậy cũng do lỗi ở em. Em yêu nó quá rồi đâm qua mù quáng. Nó không xứng đáng với em đâu. Đừng có nghi ngờ gì nữa. Còn em thì cảm thấy mình không xứng đáng với anh. Trời ơi, em đừng có dày dò mình nữa có được không? Mọi chuyện đã quá rõ ràng như vậy rồi. Em lại còn binh vực cho nó nữa à? Em không có binh vực, mà là em nói đúng. Đúng cái gì? Một thằng đàn ông đã có vợ rồi còn quan hệ với một người phụ nữ khác mà em cho là chuyện bình thường sao? Mà em lại là em gái của anh. Anh nói sao? Anh Tân, anh Tân quen một người phụ nữ khác. Em đừng có giấu anh. Anh biết hết tất cả rồi. Nếu như mà nó thật sự yêu thương em thì nó sẽ không bao giờ làm như vậy đâu. Từ ngày hôm nay em không còn là nhân viên của anh nữa. Chưa bao giờ tao coi mày là nhân viên của tao. Như vậy mới khó xử cho em đó. Em cũng không biết là nên buồn hay nên vui nữa. Rồi sao khi nghỉ mày tính làm gì? Em muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi tính. Vậy cũng được.
Có khó khăn gì á thì nói với tao một tiếng. Như anh vậy mà sướng, tự nhiên lại có một gia đình đầm ấm. Em thèm được như vậy quá. Mày cũng có, nhưng tại mày không biết giữ. Nè, đừng có đa nghi quá mà hư chuyện lớn đó. Có những chuyện mình muốn mà không được, còn những chuyện mình không muốn mà lại xảy ra. Ngồi đi. Ăn nói lung tung cái gì vậy? Hãy bằng lòng với thực tại, mình cũng thanh thản hơn. Anh Lý à, em thèm quệ sinh cho em một đứa con, nhưng mà cuối cùng thì sao? Cô ấy lừa dối em. Rồi chuyện cái thai của chị Lan, em không muốn thì lại xảy ra. Gì? Mày nói cái gì? Hả? Chị Lan có thai. Chị Lan có thai với mày á hả? Anh cứ giả bộ điếc hoài. Bây giờ em không còn lo sợ gì nữa. Anh cứ nói đi, đừng ngại. Cái thai của chị Lan chính là quen, còn cái thai của Huệ không phải là quen. Mày điên hả Tân? Trời ơi, tụi bay điên hết rồi. Sao tự nhiên tụi bay làm mọi chuyện nói tung lên như vậy hả? Dì đừng uống nữa, không tốt cho sức khỏe. Dì vẫn đủ tỉnh táo để không phải phạm thêm sai lầm một lần nữa. Con biết chưa? Con không muốn thấy gì như vậy nữa. Người ta cứ tưởng bên cạnh dì là biết bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc, vậy mà dì có cái gì? Chỉ có sự cô đơn và trống trải. Dì có nhiều thứ mà người ta có ước ao cũng không bao giờ thấy được. Có những thứ mà tiền cũng không bao giờ mua được. Và điều đó chính vì dì đang phải trả giá đây nè. Dì đừng tự trách mình. Con nghĩ rồi tình yêu cũng sẽ đến với dì mà. Cho đến bây giờ dì mới hiểu cái người ta cần nhất trên đời chính là tình yêu. Sẽ phải trả giá cho những việc làm mình đã gây ra. Thì tụi em đang trả giá đây.
what you give me lets me know that I'll be alright. Cause if you love us all I have in this life, well, that would be enough until the end of time. So rest your weary heart. Có những thứ sai lầm mà người ta không bao giờ sửa được. Đó là sai lầm của tụi bay á. Sai đâu mà sai. Uống dần đi. Cô cầm đi. Anh sao vậy? Tôi không muốn lằng nhằng mấy chuyện này đâu. Em nói rồi mà, nếu mà cần tiền thì em đâu đến với anh. Ủa, anh Tâm, lâu quá mới gặp. Bà chủ bà nhắc anh hoài luôn đó. Khỏe không? Nghe nói về quê rồi sao còn ở đây? Về quê rồi, lấy vợ rồi. Đã nha. Ly dị luôn rồi. Sao vậy? Thì ông già bắt em lấy vợ, mà có yêu thương gì đâu mà lấy. Em á, đồng ý cho ổng vui thôi. Hai đứa lấy nhau được mấy tháng, cãi nhau quá trời. Cuối cùng ổng nhức đầu chịu đâu có nổi, đồng ý cho em ly dị luôn. Mày làm khổ đời con gái người ta, mà còn hớn hở nữa. Tại ổng chứ bộ. Em nói rồi không chịu nghe là thôi. Nói thiệt với anh đó,
Em thấy độc thân về vui, khỏi phiền phức. Anh với chị Huệ làm sao? Chắc hạnh phúc lắm hả? Hạnh phúc? Cái thằng quỷ nè. Đi nha. Sao? Nói giúp tôi sửa lại quán. Sao không thấy mặt mũi đâu hết vậy? Tại vì em bận quá nên hôm nay mới đến thăm chị được. Phải vậy chứ. Mấy em, pha cho anh Tân một ly cà phê thật ngon. Chuyện của tụi nhỏ làm tôi khó xử quá. Tôi không biết phải xử trí ra sao. Tôi cũng khuyên can hết lời rồi, nhưng mà không lay chuyển được tụi nó. Chuyện thằng Tân không chịu nhận con của nó, tôi mong anh chị đừng có để bụng. Nó giận quá mất khôn. Chuyện gì chứ, chuyện đó là tôi không đồng ý với cách cư xử của nó. Tôi hiểu, tôi cũng đã rầy nó. Tôi tin là con Huệ nó không làm mấy chuyện dại dột đó. Nên hôm nay á, tôi qua đây là muốn đón con Huệ về. Chị nói dại dột là sao? Con Huệ nhà tôi đã làm gì sai để thằng Tân cư xử tệ bạc như vậy? Vợ nằm bệnh viện mà không thèm vô thăm. Tôi biết là thằng Tân nó bậy, nhưng chuyện này á cũng tại con Huệ. Nếu không có thì tại sao đi ký vào tờ đơn ly dị? Nếu đứa con trong bụng á là của thằng Tân thì phải nói chứ. Tại sao lại âm thầm bỏ đi? Chị nói sao? Thằng Tân nó nói đứa con đó không phải là của nó hả? Thì đó, tụi nó lộn xộn cũng là chuyện này. Mẹ lên hồi nào sao không báo cho con biết? Mấy người có còn coi tôi là mẹ không mà phải nói. Mẹ ơi, con không bao giờ muốn cái chuyện đó xảy ra đâu. Mẹ đừng để bụng mấy chuyện đó, không tốt cho sức khỏe đâu. Nếu còn coi tôi là mẹ của mấy người thì lập tức đi rước con Huệ về đây cho mẹ. Con tưởng chuyện gì? Chuyện đó thì không được đâu. Con đã nói với mẹ rồi, giữa con và Huệ không còn gì nữa hết. Nếu mẹ thương con thì đừng có làm cho con khó xử. Nếu vậy thì đừng gọi tôi là mẹ nữa.
Có chuyện gì vậy mẹ? Chiều nay mẹ thằng Tân ghé nhà. Vậy hả mẹ? Mẹ anh Tân nói gì vậy mẹ? Chị xui muốn đón con về. Chuyện đó là sao? Con giải thích cho mẹ nghe coi. Chuyện gì mẹ? Chuyện gì nữa? Mấy người muốn giấu tôi tới khi nào đây? Con có giấu mẹ chuyện gì đâu. Không giấu. Không giấu mà người ta qua đây nói với tôi. Trời ơi, nhục nhã biết là chừng nào. Con nói đi, tại sao thằng Tân nó nói đứa con trong bụng không phải là con của nó? Có thiệt như vậy không? Chuyện này dài dòng lắm. Sau này có cơ hội con sẽ kể cho mẹ nghe. Sau này? Chuyện nhục nhã như vậy mà chịu nổi hả con? Nếu con không nói thiệt chuyện này, mẹ sẽ qua bển hỏi cho ra lẽ. Mẹ ơi, mọi chuyện đã êm xuôi rồi, con xin mẹ đừng làm rối nó lên nữa. Con khổ lắm rồi. Nhưng mà người ta nói con như vậy, làm sao mà mẹ chịu nổi. Mẹ không có để ý chuyện này đâu. Mẹ, con là người đã gây nên chuyện, tất cả là lỗi của con. Mẹ, mẹ mệt hả? Không, mẹ không có sao. Con đi thay đồ rồi xuống ăn cơm. Mẹ giấu con. Chuyện của Huệ là mẹ buồn, đúng không? Tôi xin cô thả tôi ra đi.
Không được đâu. Cô muốn máy giết tôi hả? Là phụ nữ với nhau, sao cô không hiểu cho hoàn cảnh tôi hiện nay? Tôi cũng đã từng như cô, yêu đương mù quáng. Bây giờ tôi cũng là nạn nhân như cô thôi. Nếu như vậy thì cô phải thả tôi ra. Không lẽ cô muốn một trường hợp nữa như cô sao? Tôi hiểu, nhưng tôi không muốn con tôi gặp nguy hiểm. Tôi nhất định phải bảo vệ con tôi. Cô tin tôi đi. Nếu tôi thoát được ra ngoài, tôi nhất định sẽ cứu cô thoát khỏi cảnh này. Tôi không cần. Tôi tự nguyện ở đây. Không lẽ cô muốn cô với con của cô sau này sẽ sống trong hoàn cảnh này mãi hay sao? Cô không thương con cô hay sao? Tất nhiên là tôi thương nó chứ. Nhưng mà đứa trẻ trong bụng tôi cũng là con của ổng. Ông ấy hứa với tôi là sẽ lo cho nó mà. Nói vậy đứa bé trong bụng của cô là con của ổng sao? Đúng. Ổng thương nó lắm. Bởi vậy tôi không thể cãi lời ổng được. Nói thật, nhìn cô như vậy tôi cũng thương lắm. Nhưng không còn cách nào khác. Trở về thôi thiên đường của tôi, để cho trái tim ngủ quên bao ngày. Yêu em hơn khi vừa tỉnh giấc vội vàng. Và giờ đây khi và đêm em, anh sẽ kêu là kỷ niệm buồn. Niềm hạnh phúc chỉ là dị vãng khi chúng ta chia lìa nhau. Người yêu hỡi xin một lần nữa, bằng trái tim đau thắt từng ngày. Vết thương này rồi sẽ qua mau, nhưng bao ngày mai hết. Người yêu ơi, xin nhớ quay gương, vì trong giấc mơ em đã trở về. Và anh biết thiên đường xa xôi, nhưng cố quên chỉ càng thêm đau. Và anh biết thiên đường xa xôi, nhưng cố quên chỉ càng thêm đau.